Bé gái 13 tuổi ở Cần Thơ được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer. Bạn đang xem kênh YouTube Vietnamnet Official của báo điện tử Vietnamnet. Ngày 13 tháng 9, ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt xác nhận có việc bé gái 13 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer. Theo đó, trên Facebook xuất hiện phiếu tiêm vaccine của bé gái PKT, 13 tuổi, ngụ tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, làm nhiều người bất ngờ. Hiện nay Việt Nam chỉ có chủ trương tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên. Ông Nguyễn Kim Hải cho biết, quận thực hiện việc tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bé gái 13 tuổi là cháu của một cán bộ trung tâm y tế phường Tân Lộc. Do bé ở chung nhà với cán bộ y tế này nên việc tiêm là đúng quy định. Ông Hải thông tin, ngoài trường hợp trên, quận có thêm một trường hợp chưa đủ 18 tuổi cũng được tiêm vaccine. Tất cả là người nhà của nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch. Ông Hải thừa nhận, thành phố Cần Thơ chưa có văn bản chính thức về việc tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi. Nhưng theo ông, có hướng dẫn tiêm vaccine Pfizer cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Trường hợp cháu bé 13 tuổi nói trên đủ điều kiện để tiêm. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết, hiện tại Bộ Y tế chưa có hướng dẫn về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Theo kế hoạch tiêm phòng COVID-19 do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành, đối tượng tiêm là công dân từ đủ 18 tuổi trở lên và theo thứ tự ưu tiên. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.